Đang sang đường, người phụ nữ đi xe máy bị ô tô lao trúng hất văng và tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 1 tháng 6 tại Bình Tương, Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Người phụ nữ sang đường bị ô tô tông trúng. Đang sang đường, người phụ nữ đi xe máy bị ô tô lao trúng hất văng, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tối 1 tháng 6 tại Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định. Camera khiến nhiều người kinh hoàng trước cảnh tai nạn ngay trên con phố. Xem xong mà không khỏi rùng mình, phải không quý vị? Kính mong tất cả chúng ta đều an toàn khi tham gia giao thông.